Thanh Tâm xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay là Chủ nhật ngày 27 tháng 2 năm 2022, nhằm ngày 27 tháng Giêng năm Nhâm Dần tại Việt Nam. Chương trình Vietlife buổi sáng hôm nay gồm có những tiết mục như sau. Mở đầu là điểm tin mạng xã hội, sau đó là các mục ý kiến cộng đồng mạng, những vấn đề quanh ta, nhân vật sự kiện, câu chuyện Việt, bình luận thời sự và cuộc sống quanh ta. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết và các bài viết chọn lọc trong ngày với Thanh Tâm. Thưa quý vị, điểm tin cuối tuần hôm nay, nhà văn Huy Phương đã qua đời. Theo đó, thì nhà văn Huy Phương tên thật là Lê Nghiêm Kính, sinh năm 37 tại Huế, vừa qua đời lúc 4 giờ chiều thứ Sáu 25 tháng 2 tại nhà riêng ở thành phố Anaheim. Bà Phan Thị Điệp, hiền thê của nhà văn Huy Phương, xác nhận với Nhật báo Người Việt. Nhà văn Huy Phương, pháp danh Thiện Bảo, hưởng thọ 86 tuổi, ông lưu vong tại Mỹ từ năm 90. Ông cũng vẫn có những trăn trở cho thế hệ tương lai. Điều ông muốn dặn dò là thế hệ trẻ gốc Việt là phải cố giữ gìn ngôn ngữ Việt, phải bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt. Đây là nhiệm vụ của chúng ta, những người Việt hải ngoại, vì tiếng Việt trong nước đã trở thành một cái gì rất dị hợm rồi, ông nói. Mất tiếng Việt là mất văn hóa Việt. Cuốn sách mới nhất của ông tự đề Tuyển tập Huy Phương xuất bản năm 2020 là một bộ tổng hợp gồm 12 tuyển tập. Tạp ghi của ông viết từ ngày ông sang Mỹ năm 90 đến năm 2020. Sau cuốn tạp ghi đầu tay Nước Mỹ lạnh lùng từ năm 1991 đến năm 2003, ông viết không mệt mỏi với Đi lấy chồng xa, Ấm lạnh quê người, Hạnh phúc xót xa, Quê nhà quê người, Những người thua trận, Nhìn xuống cuộc đời, Ngậm ngùi tháng tư, Quê hương khúc bóng, Nước non ngàn dặm, Ga cuối đường tàu và Sóng vỗ bèo trôi. Nhà văn Huy Phương nguyên là giáo sư trung học Nguyễn Hoàng, Quảng Trị. Tốt nghiệp khóa 16 sĩ quan trường bị Thủ Đức và khóa sĩ quan thông tin báo chí tại Hoa Kỳ. Biên tập viên báo chí Đài Phát thanh Quân đội, trưởng phòng tâm lý chiến và chỉnh huấn Trung tâm huấn luyện Quang Trung. Định cư tại Mỹ sau 7 năm tù cải tạo dưới chế độ Cộng sản. Từng cộng tác với đài truyền hình SBTN và Vietnam Radio, ông viết thường trực cho Nhật báo Người Việt ở Nam Cali và Thời báo ở Canada. Ông cũng là biên tập blog cho Đài Phát thanh VOA. Ông ra đi, để lại hiền thê là Phan Thị Điệp cùng ba con Lê Nguyên Phương trưởng nam, Lê Quý Phương thứ nữ và Lê Đông Phương thứ nữ. Ông cũng để lại ba cháu ngoại. Vẫn là tin người Việt hải ngoại. Đại sứ Việt Nam ở Kyiv đã xuống tận hầm, người gốc Việt tự lo. Theo đó, thì trong lúc tình hình chiến sự ở Ukraine đang leo thang, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã an toàn xuống tận hầm. Còn người Việt ở nơi này thì tự tìm nơi trú ẩn. Trước đó, Đại sứ quán nước này còn khuyên người dân chưa sợ tán, không hoang mang, sợ có quyết định tùy tình hình. Hôm 25 tháng 2, trong lúc tình hình chiến sự ở Ukraine đang leo thang, ông Nguyễn Hồng Thạch, đại sứ Việt Nam tại Ukraine thông báo trên trang cá nhân. Đại sứ quán và anh em ở các điểm khác nhau đều nghe rõ tiếng nổ lớn có vẻ của tên lửa. Anh em đại sứ quán đã xuống tận hầm. Tình hình hiện nay tốt nhất là ở đâu ở đấy, sơ tán giờ này là không an toàn. Đại sứ chỉ có thông tin này cho mọi người để yên tâm, đề nghị phóng viên không nhắn tin hỏi. Trong khi đó, theo tường thuật của báo Thanh Niên, vào ngày 25 tháng 2, ít nhất là hàng chục người Việt ở Kyiv tự tìm nơi trú ẩn gần nhà và cả đêm không dám ngủ mỗi khi nghe loa cảnh báo bom, ai cũng băn khoăn, không biết mình di tản vào lúc này. Liệu mình có bị dính bom không? Hay pháo nổ hay không? Nếu chiến dịch quân sự kéo dài lâu, gia đình tôi đang tính chuyện di tản sang châu Âu bằng xe hơi hoặc xe lửa. Điều ấy đồng nghĩa với việc gia đình phải chấp nhận bỏ hết tài sản ở lại Ukraine, chỉ mang theo giấy tờ tùy thân, cùng một ít hành lý để đi thôi. Một người cho biết, một ngày trước khi Nga bắt đầu tấn công Ukraine, Đại sứ Thạch được ghi nhận đăng bài trấn an trên trang cá nhân rằng chưa sơ tán cộng đồng người gốc Việt, đề nghị mọi người không hoang mang, sẽ có quyết định tùy tình hình. Ông Thạch cũng được báo tiền phong dừng phát ngôn, không ai nghĩ Tổng thống Nga Vladimir Putin lại quyết liệt, quyết tâm bằng mọi giá để đạt được mục đích của mình như vậy. Cùng thời điểm, báo Thanh Niên dẫn lời bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Việt Nam hết sức quan ngại trước tình hình xung đột vũ trang ở Ukraine. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan ở Ukraine kiềm chế, không sử dụng vũ lực, bảo vệ người dân, tiếp tục đối thoại, tìm kiếm giải pháp hòa bình. Ông Thạch cũng được báo tiền phong dẫn phát ngôn, không ai nghĩ Tổng thống Nga Vladimir Putin lại quyết liệt, quyết tâm bằng mọi giá để được đạt được mục tiêu của mình như vậy. Vừa rồi là phần tin thế giới và người Việt tại hải ngoại, sau đây là tin quốc nội liên quan đến chính trị. Tòa Tổng Giám mục Hà Nội vừa có thông cáo về vụ việc hai cán bộ phá rối và xúc phạm thánh lễ tại nhà thờ Vũ Bản, tỉnh Hòa Bình. Thông cáo được đưa ra vào ngày 24 tháng 2, 4 ngày sau khi vụ việc xảy ra được giáo dân quay lại và đăng tải trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Linh mục Alfonso Phạm Hùng,
Chánh văn phòng Tòa Tổng giám mục cho hay, sự việc xảy ra khoảng 10 giờ sáng Chủ nhật 20 tháng 2, có sự tham dự của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên. Khi đến phần rước mình Thánh Chúa, tức là sắp kết thúc thánh lễ, thì có hai người trong đó có một ông mặc áo mưa và đội mũ bảo hiểm xông thẳng lên cùng thánh. Thông báo cũng khẳng định hai cán bộ này là Phạm Hồng Đức, bí thư thị trấn Vụ Bản và Phạm Văn Chiến, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Vụ Bản đã ngang nhiên đoạt micro của giảng đài, yêu cầu giáo dân phải giải tán, bất chấp sự can ngăn của một số giáo dân và linh mục đồng tế. Đây là hành động thiếu văn hóa, vô nhân bản, lạm dụng chức quyền, vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo, quyền thực hành tôn giáo của giám mục, linh mục và giáo dân, cũng như xúc phạm đến nghi lễ thánh thiêng nhất và niềm tin của các tín hữu Công giáo. Hành động này không thể chấp nhận trong một đất nước có pháp quyền, gây bức xúc và đau buồn cho các tín hữu có mặt cũng như mọi người xem hình ảnh tiên truyền lưu truyền trên các trang mạng. Thông báo đăng tải trên trang web chính thức của Tổng giáo phận Hà Nội khẳng định, Tòa Tổng giám mục Hà Nội ngày hôm sau đã gửi văn thư khiếu nại khẩn cấp đến các cấp chính quyền về vụ việc, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tôn trọng tự do tôn giáo và sinh hoạt tôn giáo của các tín hữu Công giáo trong tỉnh. Linh mục An Phong Sô Phạm Hùng cũng cho biết, tỉnh Hòa Bình là nơi thường xuyên bị chính quyền địa phương gây khó dễ trong các hoạt động tôn giáo, mặc dù Tòa Tổng giám mục đã nhiều lần kiến nghị với các cấp chính quyền từ trung ương tới địa phương. Vẫn là tình chính trị, nhà báo độc lập được nhiều người biết đến với các hoạt động giúp đỡ người khiếu kiện đất đai sắp bị đưa ra xét xử sơ thẩm. Đó là ông Lê Văn Dũng, 52 tuổi, hai con được biết đến với biệt danh Lê Dũng Vô Va, bị bắt hồi cuối tháng 6 năm 2021 dưới cáo buộc phát tán tài liệu chống nhà nước. Trước đó, ông thường xuyên phát sóng trực tiếp các chương trình nói chuyện trên các nền tảng xã hội với tên là CHTV, chuyên bình luận về các vấn đề chính trị xã hội và đặc biệt là giúp những người nông dân bị mất đất khiếu nại vụ việc của họ. Sau 8 tháng bị giam để điều tra, ông Dũng sắp sửa ra tòa tại Hà Nội. Theo thông tin từ phía gia đình thì toàn bộ các bằng chứng được sử dụng nhằm buộc tội công dân Hà Nội này là những video của các buổi phát sóng trực tiếp do ông này thực hiện trước đây, bao gồm các bình luận về vụ chặt hạ cây xanh ở Hà Nội hồi năm 2015, thảm họa môi trường do Formosa gây ra năm 2016 và các buổi đưa tin về những vụ người dân khiếu kiện đất đai. Luật sư cho biết những video này sau đó được Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội kết luận là có nội dung nhằm chống nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trả lời câu hỏi liệu có hy vọng gì vào phiên tòa xét xử sơ thẩm sắp tới, bà Bùi Thị Huệ tỏ rõ sự mất tin tưởng về thẩm tòa án ở Việt Nam. Ông Lê Văn Dũng không có mặt tại nhà hồi tháng 5 năm 2021 khi Cơ quan An ninh điều tra Hà Nội đến nhà để đọc lệnh khởi tố bị can. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, ông mới bị bắt sau khoảng một tháng bị truy nã toàn quốc. Một người bà con của ông Dũng là ông Nguyễn Văn Son, 65 tuổi bị khởi tố với cáo phạm là buộc tội danh, che giấu tội phạm theo Điều 389 Bộ Luật Hình sự. Ông này đã bị cho là đã giúp đỡ nhà báo độc lập Lê Dũng vô vàng. Ngoài ông Dũng ra thì một thành viên khác của nhóm CHTV là ông Lê Trọng Hùng cũng đã bị bắt và bị xử 5 năm tù giam trong một phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 12 năm 2021. Tiếp tục là tin về môi trường, cây thông khô gãy rơi đè chết người ở Đà Lạt. Theo đó thì đang rửa tay bên suối thuộc phường 7 thành phố Đà Lạt, ông Nguyễn Trưởng 67 tuổi bị cây thông khô gãy rơi trúng tử vong tại chỗ. Theo bản tin của VN Express, vào chiều thứ Sáu 25 tháng 2, ông Nguyễn Viết Quyền, chủ tịch phường 7 Đà Lạt xác nhận việc ông Trưởng bị cây thông gãy đè chết xảy ra trưa cùng ngày tại khu vực Hồ Bì, Tổ Đà Phú. Theo nguồn tin này, vào thời điểm xảy ra tai nạn, ông Trưởng đang xuống suối rửa tay, bất ngờ cây thông gãy ngang. Phần thân trên rơi xuống trúng người khiến ông tử vong tại chỗ. Tại hiện trường xảy ra tai nạn, người ta thấy có cây thông khô trên bờ dốc cao với đường kính khoảng 50cm, cao gần 20m, bị gãy ngang thành nhiều khúc, phần ngọn gãy ngã nằm bên suối, theo VN Express. Cũng theo ông Quyền, nạn nhân có bệnh tâm thần, nhiều năm qua sống một mình trong căn chòi tạm bên suối ở Hồ Bì. Theo báo Thanh Niên, ông Trường có vợ nhưng đã ly dị vợ từ lâu. Lúc còn khỏe, ông kiếm củi bán, nay tuổi cao ông đi lang thang xin đồ ăn. Sau khi tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương lo hậu sự cho ông Trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Cấu kết với cò đất, cựu chủ tịch thành phố Trà Vinh bị 10 năm tù giam. Ông Diệp Văn Thạch, 54 tuổi, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh bị một tòa án tuyên phạt 10 năm tù với cáo buộc vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo báo Thanh Niên, vào ngày 24 tháng 2, mức án nêu trên cao hơn 2 năm so với án đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Trà Vinh. Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến tháng 8 năm 2018, ông Thạnh đã chỉ đạo thuộc cấp vào Phòng Tài nguyên Môi trường, Văn phòng Đăng ký Đất đai, Chi cục Thuế thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng, cải thiện nhà ở bằng hình thức chuyển mục đích sử dụng đất và miễn giảm tiền sử dụng đất. Từ chỉ đạo của ông Thạch, nhiều cò đất đã tìm đến các gia đình chính sách làm thủ tục hợp đồng chuyển nhượng hoặc tặng cho quyền sử dụng đất khống.
cho gia đình chính sách đứng tên, hợp thức hóa hồ sơ chuyển mục đích sử dụng thành đất ở để được nhà nước miễn giảm tiền sử dụng đất từ 65 đến 100%. Trong vụ án nêu trên, ông Thạch và các thuộc cấp được ghi nhận đã ký tổng cộng 704 hồ sơ, trong đó có 313 hồ sơ miễn giảm sai, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 69 tỷ đồng. Báo Tuổi Trẻ cho hay tại phiên tòa, ông Thạnh dù không nhận tội nhưng bị hội đồng xét xử kết luận hành vi của ông này gây ảnh hưởng xấu trong nhân dân, làm giảm sút uy tín niềm tin của nhân dân đối với Ủy ban Nhân dân thành phố Trà Vinh. Kính thưa quý vị, tiếp theo là một hài xã hội chủ nghĩa. Thanh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện hài xã hội chủ nghĩa có tựa đề Cộng sản chủ nghĩa là gì? Đang trên trang blog Sau Mai Sau Hôm vào ngày 22 tháng 1 năm 2012. Mời quý vị cùng chia sẻ. Hài xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa là gì? Giáo sư kinh tế chính trị hỏi bài học trò. Cô Khuyên yêu cầu cô định nghĩa về tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Thưa thầy, tư bản chủ nghĩa theo con là một căn phòng tối om, có một chú mèo và một người. Nếu người chụp được mèo sẽ có quyền giữ lấy mèo. Xã hội chủ nghĩa cũng theo con vẫn là căn phòng tối đó, người tìm mèo mà không biết mèo không có trong phòng. Riêng chủ nghĩa cộng sản, thưa thầy, cũng là căn phòng tối nói trên, người cố tìm mèo dù vẫn biết rằng mèo không có trong phòng. Tiếp nối chương trình là một ý kiến cộng đồng mạng. Thanh Tâm xin gửi đến quý vị bình luận của nhà báo Nguyễn Thông đăng trên trang Facebook cá nhân vào ngày 24 tháng 2 về những chuyện chướng tai gai mắt tại Việt Nam trong thời gian gần đây. Mời quý vị cùng chia sẻ. Bi kịch của dân xứ này. Mồm ác ngu. Bi kịch của dân xứ này là họ phải còng lưng làm lụng để nộp thuế nuôi một đám ăn hại. Đó là những đứa có chức có quyền, địa vị, được quyền ăn nói, nhưng hội tụ đủ phẩm chất ác, ngu, vô tích sự và hèn. Khi giá xăng tăng lên cao vút, giờ đây xách cái xe máy Airblade bình xăng 2 lít rưỡi ra cây xăng, cứ phải móc trả hơn 100.000 mới xem xém đậy. Mọi cô đứa nhơn nhơn ráo hoảnh giá xăng ở ta như thế còn thấp, chứ nhiều nước cao hơn ta. Nó cố tình lờ đi thực tế là ở những nước giá xăng cao hơn thì thu nhập của dân chúng cũng cao hơn gấp chục, hàng trăm lần dân ta. Và nó cũng yểm đi chuyện nó ngồi xa công, nó không phải móc tiền mua xăng bao giờ. Khi vụ bay giải cứu ăn tiền khốn nạn ở Bộ Ngoại giao bị phanh phui, vẫn có đứa leo lẻo rằng không thể phủ nhận kết quả giải cứu công dân. Kết quả cái con khỉ bóc lột dân ta tới tận xương tủy khi dân đang ở bước đường cùng mà cũng coi là thành tích, cũng trơ tráo khen lấy được. Thì không ra cái giống người, mà cần nói thẳng chính sách. Chính đám so mọt và đám bao che lẫn nhau vụ này đã phủ nhận việc đưa công dân về nước, bôi ma, bôi mèo, bôi máu và nước mắt vào hành động nhẽ ra cao đẹp này, chứ cho ai hội rỗi hơi mà phủ nhận. Đất nước và người dân Ukraine đang bị thằng độc tài ngang nhiên xâm lược, đe dọa gây chiến. Mọi sự rõ rành rành, gần như cả thế giới phẫn nộ, nhưng nó không dám lên án đứng về phía công lý, hòa bình, dân chủ. Lại chỉ kêu gọi hai bên kiềm chế thì đúng là con robot chứ không phải con người. Lão hàng xóm nhà tôi biểu môi bảo thằng Putin, nó còn kiềm chế, cái con nó chỉ có nói vớ nói vẩn. Tôi nói với lão, chính ông cũng đóng thuế nuôi mấy cái mồm ác ngu vô tích sự đó đấy. Và sau đây là bài hịch tăng giá xăng của tác giả Bạch Cúc phỏng theo bài hịch tướng sĩ của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đăng trên trang Facebook Trịnh Thị Thảo vào ngày 21 tháng 2. Mời quý vị cùng chia sẻ. Hịch tăng giá xăng. Ta vừa nghe giá xăng lại tăng hơn 20.000 mỗi lít. Ta không chửi, nghiêm lòng không đặng. Dân đa số vốn nghèo đói, chỉ đủ ăn cầm cửa qua ngày nên thấy xăng tăng giá cao nhất từ xưa tới nay, giống như sét đánh ngang tai, đầu óc lùng bùng muốn đột quỵ. Dân vừa mới trải qua thảm họa dịch cúm tàu đói rách nhăn răng, nay lại gặp thảm cảnh xăng tăng giá khác gì bị dí xuống địa ngục một lần nữa. Ôi, chuyện chính trị nào ở đâu xa, nó đang ở ngay trước mắt, là cuộc sống, là cơm áo gạo tiền chứ còn chi nữa. Lương công nhân một ngày bao nhiêu tiền, xe ôm, xe Grab một cuốc chạy được mấy chục ngàn mà nay phải trả trên 26.000 cho một lít xăng. Các ngươi lợi dụng nói giá xăng Việt Nam vẫn rẻ hơn so với giá xăng thế giới, dù thừa biết thu nhập ở Việt Nam cũng bèo nhất thế giới. Các ngươi tăng giá xăng cái phẹt khiến cho người nghèo sức bất sang bang, cơm đã không đủ ăn, nay đến xe cũng không dám chạy, vì xăng tăng kéo theo mọi thứ đều tăng, giá vận chuyển, lương thực, thực phẩm, y tế đều tăng phi mã. Kiếp người nghèo còn khốn khổ khốn nạn hơn kiếp chó mới đầu năm 2022. Dân đen và ta sinh ra phải thời đốn mạt, lớn lên gặp buổi gian nan, sống ở một xã hội mà đầy tớ làm chủ nhân dân, nên nó tăng gì cũng phải chịu, thuế má thì cao ngất ngưỡng hàng nghìn loại.
đi Ý cũng phải trả thuế với chủ đích. Nợ công tăng vòn vọt, dân than mặt chân, quan cứ thản nhiên, phe phởn đưa hết vợ con dòng họ ra nước ngoài, để dân đen ở lại chia khổ ra, chia điều bình quân, cùng gánh cả đống nợ. Dân đen đứa nào can trường, dám biểu tình, thắc mắc ý kiến nghĩa cọ, cứ còng tay nhốt tù cho ngồi trong sông sắt mà chăng kiến, thế là hết rảnh để làm phản động. Dân đen thấy thế mà sợ, xanh mặt, muốn nói gì cũng phải uống ba tấc lưỡi. Đem tấm thân cùng khổ mà cày bừa, nuốt căm hờn, nín im thinh thích, chịu đựng kiếp nạn xã hội chủ nghĩa. Cứ mỗi khi giá xăng tăng, ta thường tới bữa không còn tiền ăn cơm, ruột đỏ nhợt nhạt, nước mắt đầm đìa, nửa đêm vội gối hô to, đi mua cơm sườn 4 lần. Chỉ giận cho thể địt mẹ, địt ông cố nội thằng tăng giá xăng. Ước gì chúng nó tiến tới thiên đường sở nghĩa nhanh như giá xăng. Dẫu cho trăm thân ta phơi nắng làm chó vàng ngoài xa lộ, nhìn nghìn thay ta ướp muối Formosa, cũng nguyện xin làm. Các ngươi làm quan to ăn trên ngồi tróc, villa biệt phủ, cuộc sống xa hoa không thiếu thứ gì. Nay các ngươi vẫn nhẫn tâm tăng giá xăng ào ào, rồi trơ mắt ép nhìn dân rên la. Thấy dân dầm mưa dãi nắng, cày cuốc thối cả móng tay mà không biết xót. Thân làm quan bị dân chửi mà không biết nhục, bị dân nguyện rủa chết không được chôn. Vinh quang mã mẹ cái xác thối mà không biết sợ. Nay ta bảo thật các ngươi nên lấy việc giảm giá xăng làm trọng. Đừng đẩy dân đen vào bước đường cùng, y như đặt mồi lửa dưới ao đống củi nỏ, chật chật rất là nguy. Vì sao vậy? Dân đen khốn cùng lắm rồi, hờn căm đang dâng trào tới đỉnh, e rằng tới một ngày chủ tớ bỗng chốc thành kẻ thù, thề quyết không đội trời chung. Nếu các ngươi cứ điềm nhiên, cứ bóc lột dân đen tập sát, không lo đường hậu họa, chẳng khác nào quay mũi giáo mà đâm chính mình, rồi sẽ tới lúc chẳng còn ống cống mà chui mà rút. Vậy nên ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ, tăng giá xăng là khốn nạn và nguy hại cho chế độ lắm lắm. Tiếp nối một ý kiến cộng đồng mạng, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị phê phán của tác giả Đoàn Bảo Châu đăng trên trang Facebook cá nhân vào ngày 24 tháng 2 về những cải cách tào lao của Bộ Giáo dục Cộng sản Việt Nam. Mời quý vị cùng chia sẻ. Sự rỗi hơi của các lão sư, điên sư và rồ sư. Một anh nông dân rảnh việc, anh ta đi chọi gà, chơi bài, uống rượu. Điều ấy có thể là không tốt, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến gia đình anh ta. Còn các vị giáo sư tiến sĩ trong ngành giáo dục thì khác, sự rỗi hơi của các vị lại mang màu sắc lưu manh. Đầu óc của các vị chưa đủ thông thái đến mức có thể đưa ra những cải cách có tính cách mạng và hữu ích với nền giáo dục nước nhà. Các vị nhìn thấy một góc nhỏ, thế là đưa ra cải cách thay đổi, bởi có sự thay đổi nên sách mới được in ra. Các vị có tiền, khi công luận phản đối sự thiển cận và không hợp lý của các tối kiến, các vị in lại sách, thế là tiền lại chảy vào tài khoản các vị. Kiểu một lần cộng một lần trừ một về như cũ, thế là hai lần cải cách, hai lần hưởng lợi. Điều này tốt cho các vị, nhưng khổ cho con em người lao động. Phải bỏ tiền mua sách mới, phải chạy theo sự thay đổi, nhăn quậy của người lớn, các thầy cô cũng phải khổ theo. Và sau đây là nhận xét của nhà báo Đào Tuấn đang trên trang Facebook cá nhân vào ngày 24 tháng 2 về việc Thành Hồ tiếp tục xin ngân sách Trung ương và Hà Nội tiếp tục phớt lờ. Mời quý vị cùng chia sẻ. Thành Hồ lại kiên nhẫn xin tiền lần thứ hai rồi. Nghĩ nó sai sai như nào? Lần trước xin 6.500 tỷ cho 184 dự án y tế cơ sở và trung tâm kiểm soát bệnh tật, rốt cuộc chỉ được số lẻ 586 tỷ, mà số tiền này lại cho chỉ CDC vùng và 41/312 xã phường. Thành Hồ có 110 bệnh viện, trên 34.388 giường bệnh và trên 8.13 triệu dân, tức là 10.000 dân mới chỉ có 42.3 giường, trong khi phải chăm sóc điều trị 30 triệu lượt bệnh nhân mỗi năm. Trả lại tiền cho thành phố cũng là vì dân nói chung, khi các bệnh viện thành phố cũng là tuyến cuối của 40-60% người bệnh từ các tỉnh khu vực phía Nam. Thôi đừng đo lọ nước mắm, đếm củi, dưa hành nữa, với một nơi cày tiền cho cả nước. Và hơn hết đó là sức khỏe sinh mạng của dân. Không lẽ 22.000 người với một hệ thống vừa thiếu vừa yếu, vừa chỉ một đợt dịch là tan tác hết, còn chưa phải là lý do hay sao? Ảnh minh họa là trạm y tế phường 10 quận 7, một căn phòng tầng trệt cư xá như một chuồng heo với chỉ vài chục mét vuông. Vừa rồi là một ý kiến cộng đồng mạng, tiếp nối chương trình là một những vấn đề quanh ta. Mở đầu là phím luận về câu hỏi "Thế các bạn đã làm gì cho đất nước chưa?" của tác giả TLA, đăng trên trang Facebook Tri Thức Việt Nam vào ngày 23 tháng 2. Mời quý vị cùng chia sẻ. Thế các bạn đã làm gì cho đất nước chưa? Chắc hẳn nhiều người tranh luận trên mạng cũng sẽ đều gặp phải câu hỏi thiểu năng trí tuệ này. Thế nên trong post này, mình xin phép trả lời vả vào mặt mấy đứa hỏi như vậy. Tất cả người dân tại Việt Nam từ nghèo tới giàu đều đã và đang làm nhiều thứ cho đất nước bằng một cách
đóng thuế. Người thu nhập cao thì sẽ đóng thuế cao, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhập khẩu, hàng xa xỉ phẩm, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô, thuế chuyển nhượng bất động sản. Ở đây chỉ đề cập đến các loại thuế người dân, dù là ai cũng sẽ phải đóng, dù nghèo hay giàu, dù thu nhập thấp hay cao. Số liệu đầu vào đầu tiên là GDP bình quân đầu người năm 2020, theo Tổng cục Thống kê là 2.279 Mỹ Kim mỗi người một năm. Tính trung bình, một người thu nhập là 5.6 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Một gia đình tiêu biểu tại Việt Nam sẽ gồm cha, mẹ và hai con nhỏ, thu nhập trung bình cả hộ là 11.2 triệu đồng mỗi tháng, làm tròn 12 triệu đồng mỗi tháng. Chưa tới ngưỡng chịu thuế thu nhập cá nhân nên sẽ không có thuế thu nhập cá nhân. Chi tiêu hàng tháng trong gia đình và các loại thuế hàng tháng trong gia đình như sau. Xăng dầu, nhà 2 xe, mỗi xe 300 ngàn mỗi tháng, 600 ngàn đồng tiền xăng mỗi xe mỗi tháng. Thuế phí chiếm 38% giá bán lẻ xăng dầu. Mỗi tháng đóng 228.000 tiền thuế phí, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT, phí bảo vệ môi trường cộng với tiền điện 400.000 đồng mỗi tháng, gồm 10% VAT và 5% thuế tài nguyên nước, tính trên giá bán lẻ bình quân trên 1 kWh mỗi giờ một tiền điện. 400.000 tiền điện mỗi tháng thì hộ gia đình đóng khoảng 51.000 tiền thuế phí, tiền nước là 200.000 đồng. Tiền nước chịu 5% thuế VAT và 10% thuế bảo vệ môi trường. Ngoài ra còn phí môi trường rừng nhưng không đáng kể. 200.000 tiền nước mỗi tháng thì hộ gia đình đóng tầm 27.705 tiền thuế phí cộng với Internet, rác thải điện thoại tính khoảng 500.000 đồng mỗi tháng, VAT 10%, tầm 45.000 tiền thuế, tiền gas là 500.000 mỗi bình 2 tháng, một tháng tầm 250. Tiền VAT tương ứng là 22.500 đồng, mua thực phẩm trong gia đình ăn uống bên ngoài, tính trung bình tiền ăn là 200.000 đồng mỗi ngày cho 4 người, mỗi tháng là 6 triệu, tiền VAT tương ứng là 545.500 đồng. Bạn nào đi siêu thị sẽ thấy rõ phần VAT này. Giá thực phẩm ngoài chợ và giá tại các quán ăn thực ra vẫn có thuế phí, nhưng được tính vào giá bán lẻ ra cho người tiêu dùng. Chủ sạp chợ hoặc chủ quán ăn hàng tháng vẫn phải đóng thuế khoán cho cơ quan thuế tại địa phương. Chi tiêu cho con, tã sữa linh tinh là 2 triệu đồng mỗi tháng, thuế VAT tương ứng là 182.000. Cộng với chi tiêu khác dự phòng, 1 triệu có thể không chịu thuế. Nếu người cha sử dụng rượu bia, thuốc lá trung bình là 1 triệu đồng mỗi tháng, thì số thuế hàng tháng ít nhất đóng là 450.000 đồng. Các ông bố nên tiết kiệm khoản này để mua sữa cho con. Số thuế hàng tháng hộ gia đình phải đóng chưa tính khoản không cần thiết là rượu bia, thuốc lá vào tầm 1.2 triệu đồng mỗi tháng. Bài tính toán này chỉ để trả lời các câu hỏi các bạn đã làm gì cho đất nước chưa, chứ không bàn tới đóng thuế nhiều hay ít. Để biết nhiều hay ít thì phải tính toán thêm nhiều yếu tố. Và sau đây, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị khán giả bài phân tích có tựa đề làm thế nào để ước lượng gần đúng giá khi không đấu thầu cao tốc Bắc Nam của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu, đăng trên trang Facebook cá nhân vào ngày 21 tháng 2. Mời quý vị cùng chia sẻ. Ai sẽ chịu trách nhiệm về phải chỉ định thầu? Chính phủ cho phép Bộ trưởng Giao thông Vận tải và người có thẩm quyền áp dụng hình thức chỉ định thầu cho 12 gói thầu dài 729 km đường cao tốc Bắc Nam phía Đông. Đây là điều chưa có tiền lệ. Lý do không đấu thầu là vì đấu thầu sẽ kéo dài thời gian thêm 3-4 tháng. Quyết định của chính phủ dựa trên đề xuất của Bộ trưởng Giao thông Vận tải, đường cao tốc Bắc Nam phía Đông có kế hoạch xây dựng đã cả chục năm. Tại sao đến lúc này vẫn không kịp 3-4 tháng để đấu thầu? Nếu các công ty tư nhân như Vingroup mà làm việc theo kiểu Bộ Giao thông Vận tải, thì làm sao có thể triển khai sản xuất xe thương mại VinFast trong vòng chưa đầy 2 năm? Ai sẽ chịu trách nhiệm về phải chỉ định thầu? Vì chỉ định thầu theo cách hiện hành không thể tránh khỏi giá cao hơn giá thực. Nhanh hơn 3-4 tháng để mất đi 3-40 ngàn tỷ đồng thì có nên làm không? 12 dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 trên các cung đường Bãi Vọt, Hà Tĩnh, Cam Lộ, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Nha Trang và Cần Thơ, Cà Mau dài 729 km, 4 làn xe có dự toán ban đầu không kể chi phí giải phóng mặt bằng. Do chính phủ trình Quốc hội lên đến 146.990 tỷ đồng, bình quân 201.6 tỷ đồng mỗi km. Theo kiểm toán nhà nước, sau khi ra soát giảm xuống còn 130.605 tỷ đồng, 88.8%, tương ứng với 179.1 tỷ đồng mỗi km. Giá thành là 179.1 tỷ đồng mỗi km, không kể chi phí giải phóng mặt bằng là rất cao. Giá thành xây dựng đường giao thông của nước ta cao hơn nhiều so với các nước như đường sắt Cát Linh Hà Đông lên đến 66.8 triệu Mỹ Kim một km, trong khi tuyến đường sắt Vishen Bothen dài 414 km của Lào có tốc độ có 150 km mỗi giờ chở khách và 120 km mỗi giờ chở hàng chỉ có giá thành 14.25 triệu Mỹ Kim một km, mà đây cũng là chưa phải giá xây dựng thực. Nhân đây xin viện dẫn lên một trường hợp cụ thể trong quá khứ để rút ra cách hành xử trong xây dựng đường cao tốc Bắc Nam hiện nay. Ngày 20 tháng 11 năm 2013, ông Tạ Quốc Thắng,
Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Trường đã gửi thư cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về dự án đường Tân Vũ - Lạch Huyện, trong đó chỉ ra cụ thể giá thành tính theo mét vuông của cầu bắc qua sông Bạch Đằng cỡ 5 triệu. Phần cầu phương án của Sơn Trường là 8 triệu đồng một mét vuông nếu bỏ thông thuyền và 30 triệu đồng một mét vuông nếu có hai khoang thông thuyền giống như thiết kế của Bộ Giao thông Vận tải. Trong khi đó, của Bộ Giao thông Vận tải là 115 triệu đồng một mét vuông, thứ tự chênh lệch là 14 lần và 3.83 lần. Phần trên bờ gồm 335 km cầu dẫn và 10.2 km đường dẫn. Phương án của Bộ Giao thông Vận tải 22.6 triệu đồng một mét vuông, phương án của Sơn Trường đưa ra là 7.2 triệu đồng một mét vuông, đã có đường bộ vượt hai đường sắt ở đây, mức chênh lệch là 3 lần. Nhưng cuối cùng thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn quyết định theo phương án đắt đỏ gấp nhiều lần của Bộ Giao thông Vận tải, cho dù ông Tạ Quyết Thắng đã cất lên những lời gan ruột. Không phải chỉ cá nhân như chúng tôi mà dư luận và công chúng đều mong đợi Thủ tướng xem xét lại dự án Tân Vũ - Lạch Huyện để hạ tổng mức đầu tư, vì đây là vốn vay quá tốn kém. Con cháu chúng ta vừa phải trả nợ vừa oán trách thế hệ chúng ta. Bỏ đấu thầu chưa chắc đã cắt ngắn khoảng thời gian xây dựng được 3-4 tháng, nhưng dự án của Bộ Giao thông Vận tải nhưng chịu đắt đỏ lên nhiều chục ngàn tỷ đồng. Có thể đến 3-40 ngàn tỷ đồng là điều chắc chắn. Để nhanh hơn 3-4 tháng mà mất đi 3-40 ngàn tỷ đồng thì có nên không? Làm thế nào để chỉ định thầu sát giá? Chỉ định thầu như nhà nước đã từng làm trong xây dựng đường giao thông không bao giờ sát giá. Bằng chứng cụ thể là Bộ Kế hoạch Đầu tư đã thẩm định giá 146.990 tỷ đồng để chính phủ trình Quốc hội. Nhưng kiểm toán nhà nước đã cắt đi 16.330 tỷ đồng, chỉ còn 130.605 tỷ đồng. Con số này vẫn còn quá cao. Nếu để các giám đốc, các công ty xây dựng tư nhân đánh giá tương tự như trường hợp công ty Sơn Trường trong dự án Tân Vũ - Lạch Huyện nêu trên, thì tổng chi phí dự báo sẽ không vượt quá 100.000 tỷ đồng. Chính phủ đã quyết định chỉ định thầu, phải làm thế nào để chỉ định thầu sát giá? Đề xuất các cơ quan thẩm định giá của nhà nước như thực tiễn nhiều chục năm đã chứng minh và nóng hổi nhất là giá thiết bị y tế phòng chống cúm tàu luôn thẩm định giá cao hơn giá thực tế phải mua. Không có cách nào để sửa chữa khuyết tật này nếu chỉ dựa vào các cơ quan thẩm định giá của nhà nước. Vì sao thì ai cũng rõ, bởi vậy nên trả một khoản tiền chẳng hạn 0.5% giá trị tổng thầu cho 12 nhóm chuyên gia tư nhân độc lập để xác định sát giá cho 12 gói thầu nêu trên. Vấn đề là chọn những chuyên gia tư nhân độc lập nào và làm thế nào để tin chắc rằng không ai trong số các chuyên gia đó bị tác động. Dù sao, nhờ các nhóm chuyên gia tư nhân độc lập tư vấn không xác định đúng 100% giá thành mà do biên độ 105% giá thành thì cũng giảm được nhiều chục ngàn tỷ đồng. Thiết nghĩ mục tiêu hoàn thành 729 km đường cao tốc Bắc Nam phía Đông đúng thời hạn năm 2025 không quan trọng bằng chi phí đúng giá. Không chỉ có một cách xác định gần đúng giá như vừa nêu trên, còn những cách khác nữa để xác định sát giá, chỉ có điều là ai sẽ cầm xịt. Đến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã từng bày tỏ trong phiên thảo luận chiều ngày 6 tháng 1 năm 2022 của Quốc hội, việc làm cao tốc Bắc Nam kể cả những đoạn đang dở dang, đặc biệt là 764 km còn lại là yêu cầu cần thiết cho phát triển đất nước. Mong rằng Quốc hội sẽ thông qua với các cơ chế giám sát một cách cụ thể. Chúng ta tạo điều kiện để có sự chủ động nhưng đồng thời phải tăng cường giám sát để chống thất thoát, lãng phí, bảo đảm chất lượng công trình. Không biết mong muốn của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có hình thành hiện thực hay không? Trong sự chỉ định thầu này, không biết còn bao nhiêu lời gan ruột của ông Tổng Giám đốc Công ty Trường Sơn Trường bị lãng quên. Tiếp nối chương trình những vấn đề quan ta, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị bình luận về giá hàng hóa dịch vụ tăng theo giá xăng vô tội vạ, người dân lãnh đủ của tác giả Tường Vi đang trên trang Sài Gòn Nhỏ vào ngày 24 tháng 2. Mời quý vị cùng theo dõi. Giá xăng dầu tăng theo giá thế giới là chuyện đương nhiên, nhưng đáng lo hơn là các loại hàng hóa dịch vụ khác cũng lấy có cớ là giá xăng tăng để tăng giá một cách vô tội vạ, như con đĩa đói, đường dịp hút máu dân. Theo dõi trên báo chí và thực tế mấy ngày qua cho thấy đã có tình trạng hàng hóa dịch vụ tăng giá theo giá xăng dầu, chứng tỏ việc ăn theo giá xăng này chưa được cơ quan chức năng kiểm soát hiệu quả. Dư luận còn cho rằng không phải các cơ quan chức năng không biết, nhưng họ thả nổi cho tư thương thao túng trong lúc tranh tối tranh sáng nhằm kiếm thêm vài ba tỷ đồng, đổ hết cho giá xăng dầu. Khi giá xăng dầu tăng, cước vận tải giá hàng hóa sẽ tăng là điều đương nhiên. Nhưng khi giá xăng dầu tăng 1.000 đồng một lít, mà dịch vụ vận tải cũng tăng giá từ vài đến vài chục phần trăm thì cần đặt câu hỏi trách nhiệm của chính phủ nằm ở đâu. Việc tăng giá vài chục phần trăm rõ ràng là hoàn toàn vô lý, vì chi phí xăng dầu chỉ chiếm một phần chứ không phải tất cả trong chi phí cấu thành giá vận tải, mà trong giá thành đó còn có giá nhân công, phí điều hành, phí cầu đường, giá cả bến bãi, khấu trừ hao mòn xe cộ.
Cụ thể, ví dụ để có ngày bài tính về chi phí tăng thêm vì giá xăng dầu tăng cho một xe khách 45 chỗ cho tuyến 500 km, giả sử trong hành trình chi phí xăng dầu tăng thêm 200.000 đồng, nếu chia đều cho 45 hành khách thì giá vé tăng thêm chưa tới 5.000 đồng. Nếu giá vé tăng cao hơn thì rõ ràng là té nước theo mưa nếu cơ quan chức năng không biết hoặc vì lý do nào đó chậm chạp trong việc xử lý việc nâng giá bất lương này thì chắc chắn có sự thông đồng giữa cơ quan nhà nước và gian thương. Tương tự, một chuyến xe chở vài tấn rau, chi phí xăng dầu chỉ tăng thêm 200.000 đồng thì không thể tăng giá bán rau mỗi ký lên vài ngàn đồng được. Cần kiểm soát để tránh ăn theo, trục lợi. Có thể nhìn nhận nhiều năm qua có tình trạng ăn theo giá xăng dầu tăng để tăng giá dịch vụ, hàng hóa vô tội vạ nhưng do không bị tích coi và xử lý kịp thời là có nguyên nhân bên trong. Nói thẳng ra là có hối lộ. Công an cứ điều tra các cơ quan chức năng như thuế, tài chính, quản lý thị trường là ra ngô ra khoai hết. Liên Bộ Công Thương Tài chính là cơ quan điều hành giá xăng dầu, đồng thời còn quản lý kiểm soát giá cả hàng hóa dịch vụ nói chung. Do đó, khi điều chỉnh giá xăng dầu, nhất là khi tăng giá, thì các cơ quan này cần có giải pháp kiểm soát giá cả của các loại hàng hóa, dịch vụ khác để hạn chế tình trạng ăn theo giá xăng dầu như lâu nay đã diễn ra. Nhiệm vụ căn bản của họ là như thế. Thế nhưng bao nhiêu năm nay, cứ mỗi lần xăng dầu lên giá đột ngột, người dân xoay sở chóng mặt, thì gian thương luôn tát thẳng vào mặt người dân một cú đánh như trời giáng. Nhưng Liên Bộ Công Thương Tài chính vẫn im thin thít, có lẽ họ cho rằng giá cả đang tăng trong vòng kiểm soát nên đứng ngoài cuộc. Nó giống như chuyện taxi phi thường Tân Sơn Nhất đóng app, tự đưa ra giá dịch vụ cao gấp 2 bình thường với lý do xăng dầu tăng giá mà một là một ví dụ khốn nạn. Thực tế này cho thấy không phải cơ quan chức năng phi trường Tân Sơn Nhất đã không làm tốt vai trò quản lý điều hành mà là đã tiếp tay cho gian thương làm giá và hậu quả là người dân bị chắt chém tới tận xương. Tiếp nối chương trình hôm nay là một nhân vật sự kiện. Thanh Tâm xin gửi đến quý vị phím luận của tựa đề Lenin và Anthropo của nhà văn Tử Năng Tiến đang trên trang Facebook cá nhân vào ngày 7 tháng 10 năm 2021 từ nguồn AFP. Mời quý vị cùng chia sẻ. Lenin và Anthropo. Theo thứ tự alphabet, xin được ghi lại đôi dòng về Anthropo trước. Tôi cũng chỉ mới được nghe nhắc đến tên trong tập bút ký Đồng bằng của nhà văn Nguyên Ngọc qua những trang viết về một địa phương hẻo lánh có tên là Rạch Gốc, nằm tuốt lút dưới cái mỏm đất cực nam của đất nước mình. Rạch Gốc chẳng chờ bú gì hết, mọi thứ phải chạy đò lên năm căn mua. Một buổi sáng bước ra trước sân ủy ban, tôi ngạc nhiên thấy trào cờ tan, hỏi sao vậy. Trả lời, ông Anthropo chết. Tôi hỏi lại, Anthropo là ai thế? Trả lời, không biết, nghe đài Hà Nội biểu trào cờ tan thì mình treo. Cờ tan cho ông Anthropo nào đó trên rất treo đúng rất đúng quy cách, chỉ kéo tới nửa cột, thòng kèm một dải vải đen nhỏ phất phơ trong gió biển. Cái ông nào đó nghe tên cũng có vẻ hơi quen quen, nhưng tôi không nhớ được chính xác là cha nội nào cả. Nhảy vô Google chút xíu mới hết hồn hết vía. Tả ra, đây là đồng chí lãnh đạo thứ dữ trong thế giới vô sản. Kẻ kế nhiệm Leonid Brezhnev, chớ đâu phải thường dân. Dù chỉ tại chức một thời gian rất ngắn rồi qua đời vì trọng bệnh, nhưng nhân vật này vẫn rất nổi tiếng vì có bàn tay sắt. Anthropo là giám đốc KGB đầu tiên trở thành Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. Đây chính là phạm tội phạm trong vụ đàn áp nổi dậy của nhân chúng Hungary tiếp khắc và tất cả những hoạt động của giới bất đồng chính kiến tại Liên Xô. Anthropo cũng đóng vai trò quan trọng trong quyết định tiến đánh Afghanistan vào năm 79, hung hăng và hung dữ dễ sợ. Hàng chi mà đương cuộc Hà Nội ra lệnh cho cả nước phải treo cờ rủ sau khi thằng Chải chuyển qua từ trần vào ngày 9 tháng 2 năm 84, đúng cái hôm mà Nguyên Ngọc ghé qua Rạch Gốc. Nhà văn của chúng ta cho biết thêm, sau thất bại Nam Kỳ khởi nghĩa, mấy chục người dân Rạch Gốc Cà Mau đều phải đi tù công đảo. Mấy chục người ấy đã có ai biết chút chữ nghĩa gì đâu. Ở một công đảo, họ chỉ làm một nhiệm vụ. Mỗi khi ông Lê Duẩn, ông Tôn Đức Thắng và các ông đầu lĩnh Cộng sản bị mang ra đánh, thì các ông xông ra chịu đòn thay. Vậy mà sau khi cách mạng thành công, thì các ông đầu lĩnh kể cả bác Lê lẫn bác Tôn đều quên bén cái mảnh đất thấm đậm tình nghĩa và ơn nghĩa này. Gần 10 năm sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, Rạch Gốc vẫn chưa có điện nước và chợ búa gì hết ráo. Ấy thế, nhưng lệnh lạc từ Hà Nội dù chỉ được truyền đi qua đài phát thanh vẫn được chính quyền địa phương tuân hành chăm sóc. Các anh ở trên biểu trao cờ tang thì mình trao liền, dù không ai biết Anthropo là thằng cha, mẹ rượt nào cả. Vì có ai biết chút chữ nghĩa gì đâu, vẫn theo lời như lời ông Nguyên Ngọc. Ngay tại thủ đô thì các đồng chí lãnh đạo cấp trung ương còn nhanh nhẩu hơn nhiều.
Dù tượng đài của Lenin đã bị đập vỡ đầu sức tráng ở rất nhiều nơi, và dù đài phát thanh từ Moscow chưa bao giờ nhắc nhở các nước chư hầu phải kỷ niệm cuộc cách mạng tháng 10 và ca tụng công đức của cha đẻ ra nó, nhưng Hà Nội vẫn nghiêm trang tổ chức lễ lạc điều đặn từ ấy hơn nửa thế kỷ qua. Báo chí vẫn long trọng loan tin, sáng nay 5 tháng 11 tại Hà Nội, 3.500 đại biểu đã tham dự lễ kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga, được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đọc diễn văn kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cách mạng tháng 10 Nga đã làm rung chuyển thế giới, phá tan một mảng lớn trong hệ thống chủ nghĩa tư bản đế quốc, mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại, đã sáng tạo ra một kỷ nguyên mới của nước Nga. Loa đài vẫn không ngớt tung hô khẩu hiệu Lenin, ngọn hải đăng vĩ đại của nhân dân lao động Lenin. Nhà tư tưởng vĩ đại sự kiện này xem chừng có khiến cho nhà báo Từ Thức hơi bị phiền lòng. Khi anh Lenin khắc máu của một thời đại tưởng đã thuộc về dĩ vãng đó, tập đoàn cầm quyền Hà Nội đã dựng dậy làm bùa hộ mệnh. Trong dịp tưởng niệm 100 năm cách mạng tháng 10, hiện tượng không đâu có, kể cả Nga là cả tập đoàn lãnh đạo Việt Nam không thiếu một ả mạng, đã kính cẩn xếp hàng tri ân và nguyện sẽ trung thành với chủ nghĩa Lenin. Cùng lúc, nhà báo Chu Vĩnh Hải cũng gửi đến độc giả Sài Gòn một xác định ngắn, ghi lại vài dòng tóm lược về cuốn Lenin, A New Biography của Dmitry Volkogonov với dăm ba tình tiết tuy không thú vị nhưng khá bất ngờ. Phân tích những tài liệu chưa từng được xuất bản trước đó, Volkogonov cho rằng rõ ràng lãnh tụ giai cấp vô sản trên thực tế rất khác với chân dung huyền thoại mà những người cộng sản tôn vinh. Một số trong những minh chứng cho kết luận đó là sắc lệnh của Lenin về phá hủy hơn 70.000 nhà thờ chính thống giáo. Vào lúc cuối đời, Lenin đã yêu cầu cho Cyanur để tự vẫn. Lenin đã đồng ý nhượng hàng triệu km vuông lãnh thổ khi Đức đe dọa chiếm đóng Nga nhằm duy trì quyền lực bằng bất cứ giá nào. Đáp lại cuộc tấn công xảy ra năm 1918 nhắm vào ông, Lenin đích thân ra lệnh hành quyết hàng nghìn đối tượng. Cuộc thanh trừng đỏ đó được Stalin tiếp tục cho đến khi ông này qua đời với kết quả là hàng triệu người đã bị thiệt mạng. Lenin đã ủng hộ việc lập ra Gulag, phát triển hệ thống lao động cưỡng bức và quyết định đuổi trí thức cũ ra nước ngoài, gọi những người này là cức. Thực sự thì cũng chả cần đến quý vị nhà văn, nhà báo, sử gia nhắc nhở hay nhắc nhở làm gì. Cứ nghe đồng dao trên hè phố Việt Nam cũng đủ biết là ngay cả đến dì đồng ở xứ sở này cũng đã tỏ tường về Lenin từ lâu rồi. Ông Lenin ở nước Nga, cớ sao là đứng vườn hoa nước này? Ông vên mặt, ông chỉ tay, tự do hạnh phúc chúng mày còn xa. Kỳ xem gương của nước Nga, 70 năm lẽ có ra đết gì? Tuy không ra đết gì cho dân chúng, nhưng lợi quyền mà cuộc cách mạng vô sản mang đến cho các đồng chí lãnh đạo thì không hề nhỏ. Bởi thế họ vẫn giữ gìn lá bùa hộ mệnh hết sức cẩn thận, với khói nhang thờ cúng rất trang nghiêm. Hai thập niên trước, Trần Phương phàn nàn cho đến trước khi Liên Xô sụp đổ, đầu óc của bọn mình vẫn bị cầm tù trong sự giáo điều của chủ nghĩa Marx Lenin. Đến nay thì vẫn y như thế. Chứ nào có khác chi, và đây là tình trạng chung của cả nước chứ chả riêng gì cái đám ngư dân rạch gốc. Tại sao các anh ở trên cần thêm một con ma xó để giữ chiếc ghế cho nó chắc ăn, dù giữa làng Ba Đình đã có một con ma nằm sẵn trong lăng rồi. Ma nhà xem chừng mỗi lúc một kém thiền nên cần thêm mỗi tối con ma quốc tế. Tiếp nối chương trình là một bình luận thời sự với bình luận có tựa đề Nga xâm lược Ukraine, đại sứ Việt Nam tại Ukraine vô tư hài hước trước tình hình. Đang trên đài BBC vào ngày 24 tháng 2, mời quý vị cùng chia sẻ. Nga xâm lược Ukraine, đại sứ Việt Nam tại Ukraine vô tư và hài hước trước tình hình. Hai hôm trước cuộc xâm lăng của Nga, đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch vẫn tin rằng tâm lý xáo trộn là từ Việt Nam sang và nêu phương án để bà con sơ tán sang Nga. Ông cũng nêu ra lý tưởng khi cần thì để bà con Việt Nam sơ tán sang Nga, điều đang được các Facebooker người Việt tại Ukraine cho là phi lý. Trả lời truyền hình Quốc hội Việt Nam hôm 22 tháng 2 sau khi Nga công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk, ông Nguyễn Hồng Thạch tự tin cho biết cộng đồng người Việt ở ngay Donbass vẫn sinh hoạt rất bình thường, vẫn đi chợ làm ăn bình thường. Tất nhiên vẫn có tiếng súng nổ, ngay cả khi nói chuyện với tôi. Có cộng đồng nói rằng khi nói chuyện với đại sứ vẫn nghe tiếng lộp bộp ở đằng xa. Tình hình là bà con vẫn làm ăn bình thường, không có gì xáo trộn cả. Và cũng phải nói rằng, nhiều khi tâm lý xáo trộn là từ Việt Nam sang. Ở nhà nhiều khi dục giả quá khiến bà con bên này hoang mang. Ở một đoạn khác ông nói, và nếu tình hình không diễn biến xấu hơn thì chúng ta không nên quá lo ngại. Tất nhiên, đại sứ quán vẫn chuẩn bị những phương án trong trường hợp xấu nhất. Chúng tôi cũng đã liên lạc với đại sứ quán của chúng ta ở Nga. Trong trường hợp xấu nhất, nhiều khi phương án sơ tán ở Ukraine là khó, thì có thể bà con sơ tán sang vùng của Nga chẳng hạn, thì chúng tôi có chuẩn bị các phương án.
Một ngày trước cuộc tấn công của Nga vào ngày 23 tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng Việt Nam quan tâm theo dõi những diễn biến căng thẳng gần đây xung quanh tình hình Ukraine và kêu gọi các bên kiềm chế, tăng cường nỗ lực đối thoại, thúc đẩy các biện pháp ngoại giao nhằm giải quyết hòa bình các bất đồng trên cơ sở tôn trọng hiến chương luật Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực và trên toàn thế giới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói, về công tác bảo hộ công dân Việt Nam, bà Hằng trả lời, về bảo hộ công dân Việt Nam tại Ukraine, Đại sứ quán Việt Nam trong những ngày qua đã thường xuyên liên hệ, chủ động trao đổi với cộng đồng người Việt tại đây để nắm tình hình bà con, đồng thời tích cực xây dựng các kế hoạch để sẵn sàng tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết. Đại sứ quán đã cử cán bộ trực đường dây nóng bảo hộ công dân 24/24, sẵn sàng tiếp nhận thông tin. Theo đại sứ quán, hiện có khoảng 100 công dân đang sinh sống trong khu vực Donetsk và Luhansk. Tình hình bà con hiện nay cơ bản ổn định. Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine trao đổi, đề nghị các cơ quan chức năng sở tại có biện pháp hỗ trợ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho công dân và doanh nghiệp Việt Nam tại Ukraine. Mạng xã hội tiếng Việt lên tiếng. Sang ngày 24 tháng 2, các trang Facebook của người Việt Nam ở Kyiv đưa tin xe tăng Nga tới gần và siêu thị Metro đóng cửa. Đường đi đến đây cứng xe, Facebooker Nguyễn Phúc hỏi Đại sứ quán Việt Nam. Nga đánh Ukraine chạy qua Nga hạ đại sứ. Một bạn khác viết trên trang tương trợ người Việt Ukraine phải công nhận Nga đại sứ rất vô tư, nhí nhõm, hài hước. Dịp HB thì hỏi, sao không chuẩn bị máy bay giải cứu bà con về Việt Nam nhỉ? Nếu sơ tán sang Nga thì chạy sang Ba Lan còn hơn. Còn từ Việt Nam và vùng châu Á-Thái Bình Dương, một số nhà phân tích thời sự có tiếng đã đề cập chủ đề này. Ông Nguyễn Khắc Giang hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành khoa học chính trị tại Đại học Victoria tại Wellington, New Zealand, bình luận trên trang Facebook cá nhân. Vũng lầy Afghan là khởi đầu cho sự sụp đổ của Liên Xô, Ukraine cũng sẽ là mồi chôn của Putin thôi. Trên Facebook, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu tại Viện ISIS Yusuf Ishak Institute, Isibor viết nêu quan điểm, sử dụng vũ lực hay xâm lược nước khác hiếm khi là hành động khôn ngoan, nhất là khi đang ở thế yếu. Putin đang đẩy nước Nga xuống hố, không biết khi nào mới ngóc lên được. Nhà báo Huy Đức viết trên trang Facebook cá nhân rằng cổ thủ trong ngai vàng bằng tội ác là một thứ nô lệ có quyền lực. Hắn không chỉ bất chấp đạo lý, pháp lý, chủ quyền của các quốc gia mà còn bất chấp cả tính mạng của chính nhân dân mình. Không chỉ trang trị bà bị bằng cấp mà còn phải thoát khỏi tâm thế nô lệ mới, không bị tẩu hỏa mà thần phục và thần tượng hắn. Kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình là Một cuộc sống quanh ta. Thanh Tâm gửi đến quý vị bài thời sự của tựa đề Trí thức giới khoa học, nhà báo và dân biểu Nga phản đối cuộc chiến của Putin ở Ukraine của đài BBC. Mời quý vị cùng chia sẻ. Trí thức và dân biểu Nga phản đối cuộc chiến của Putin ở Ukraine. Kiến nghị chống chiến tranh ở Ukraine được hơn 100 nhà báo Nga ký tên cùng với các văn nghệ sĩ và dân biểu 150 đô thị trên toàn Nga, theo báo Moscow Times vào ngày 24 tháng 2. Trang web Kommersant và phóng viên Elena Jordanko đã thu thập chữ ký của trên 100 nhà báo từ các kênh ABC, Novaya Gazeta, Do Echo Moskvy, Snuff and the Bell. Bước tiếp theo là bắn tên lửa hạt nhân. Tổng biên tập báo Novaya Gazeta, người được Nobel Hòa bình năm 2021, ông Dmitry Muratov lên án hành động của Tổng thống Putin ở Ukraine và kêu gọi người Nga đứng lên phản đối chiến tranh. Núp bóng cho kho vũ khí hạt nhân bị Tổng tư lệnh nghịch trong tay dễ như vậy, như việc xoay chơi chiếc chìa khóa của một xe hơi sang trọng. Bước tiếp theo là gì? Là bắn tên lửa hạt nhân ư? Ông Morato hỏi. Nhà văn Sergei Lebedev nhắc lại tội ác của công an thời Stalin với người Ukraine và cho rằng với cuộc chiến này, người Ukraine sẽ không sớm tha thứ cho chúng ta. Hơn 30 kênh truyền thông độc lập của Nga đều công bố thư ngỏ phản đối cuộc thảm sát do lãnh đạo Nga gây ra. Một thư ngỏ khác đang trên trang mạng science.ru. Được hơn 150 nhà khoa học và nhà báo chuyên về khoa học ký, gọi cuộc chiến tranh ông Putin gây ra ở Ukraine là chiến dịch phi lý và vô nghĩa. Trang RTV Nauka, bản tiếng Nga với ý kiến của họ, tung ra cuộc chiến này nước Nga đã tự đày đọa mình vào vị trí bị cô lập và đặt mình vào vị thế quốc gia côn đồ. Điều này có nghĩa là các nhà khoa học như chúng tôi sẽ không thể nào làm công việc của mình một cách bình thường. Nga sẽ bị cô lập khỏi thế giới và sự suy giảm tụt hậu của nước chúng ta về văn hóa, khoa học sẽ bị chỉ tăng lên. Cùng ngày, trang có tổ chức nhân quyền Memorial thì nói thẳng đây là một trang nhục nhã trong lịch sử nước Nga. Hơn 150 đại biểu cấp đô thị của các thành phố Nga cũng ký thư ngỏ lên án cuộc tấn công chết người vào Ukraine. Tiết mục Cuộc sống quanh ta vừa rồi đã kết thúc chương trình hôm nay. Chương trình Việt Live sẽ được truyền đến mạng xã hội mỗi ngày trong tuần, phát sóng trên Facebook và YouTube. Mọi kiến đóng góp xin gửi điện thư về địa chỉ info@vietlive.tv.
Thanh Tâm cùng Việt Life xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị và gia đình 24 giờ vui vẻ, an lành. Và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát sóng ngày mai.